chăm sóc da mụn như thế nào để không để lại sẹo rỗ hay vết thâm. Thì để ngăn ngừa sẹo rỗ sau khi mụn thì các bạn nên điều trị mụn sớm, và trong khi bị mụn các bạn nên lưu ý những vấn đề sau. Thứ nhất, bạn cần tránh chạm tay lên mặt. Việc sờ và nặng các nốt mụn có thể khiến cho tình trạng da mụn trở nên trầm trọng hơn. Thứ hai là đối với các mụn đang dạng nang, gây đau nhất, bạn có thể chườm đá giúp giảm viêm và giảm đau. Thứ ba, không nên tự ý nặng mụn, lấy những mụn hoặc đặc biệt đối với những mụn viêm, đang sưng và đỏ và những mụn chưa già. Thứ tư là không sử dụng các loại thuốc bôi, thuốc hoa, trị mụn trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Và hãy nhớ rằng, việc điều trị mụn là cần thời gian. Nếu tình trạng của bạn không cải thiện hoặc nặng hơn sau 4 đến 6 tuần thì hãy đến gặp các bác sĩ da liễu để được thăm khám và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp. Bên cạnh đó, nếu da bạn đã xuất hiện những vết sẹo rỗ thì các bạn nên đến phòng khám hoặc bệnh viện da liễu để bác sĩ thăm khám và đưa ra phác đồ điều trị sớm. Nếu bạn điều trị sẹo lúc mà sẹo mới hình thành thì khả năng đầy sẹo rất là cao, có thể là khoảng 85%.